Xin chào các bạn đã đến với kênh Top Sao Hoa. Và ngày hôm nay Top Sao Hoa sẽ mang đến cho các bạn những thông tin đáng chú ý gì? Xin mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Sân sau hoa ngữ thuộc team tự luyến. Thứ nhất, Địch Lệ Nhiệt Ba. Được tung hô là nữ thần sắc đẹp thế hệ mới của showbiz hoa ngữ, visual của Địch Lệ Nhiệt Ba chẳng phải dạng vừa. Nàng mỹ nữ Tân Cương có không ít bộ ảnh hot đến thoát bom khiến dân tình phải châm trồ khen ngợi. Đã thế, khi trả lời phỏng vấn, Nhiệt Ba cũng tự tin cho biết người thật còn đẹp hơn cả ảnh và video nha. Những lời này có vẻ hơi tự kiêu nhưng lại khiến netizen gật gù đồng ý, bởi lẽ nữ diễn viên này thực sự sở hữu nhan sắc đỉnh cao. Khi tham gia một show truyền hình hài, Địch Lệ Nhiệt Ba còn gây chú ý với loạt phát ngôn cực vui nhộn. Trong phim, tôi thường đóng vai theo đuổi đàn trai, nhưng ở ngoài đời tôi lại không làm vậy. Tôi sợ mình chỉ vừa nói hai anh là đối phương đã đáp anh đồng ý rồi. Địch Lệ Nhiệt Ba sao có thể không ai thèm. Nghe thật dễ thương đúng không các bạn? Thứ hai, Dương Dương. Khi tham gia show truyền hình Hoa Tỷ Đệ, Dương Dương từng bị tỉnh Bách Nhiên trêu chọc là không thể sống thiếu gương. Mà đúng thật, đi đến đâu mỹ nam thả thí thiên hạ cũng đều mải mê soi gương để chỉnh trang lại dung nhan, thậm chí còn tận dụng cả mặt kính trên đồng hồ nữa là đủ biết. Nhiều người nói đùa rằng Dương Dương hơi tự luyến quá đà, nhưng thấy thì nếu có visual hoàn hảo như nam diễn viên này thì có soi cả ngày cũng chẳng chán được đâu. Thứ ba, Đặng Siêu. Sẽ là thiếu sót lớn nếu không gọi tên Đặng Siêu trong danh sách này, bởi lẽ bể muối của Cbiz cũng rất thường xuyên tự khen ngợi bản thân. Có lần ông xã Tôn Lệ từng than thở với con gái rằng, tiểu hoa à, điều duy nhất khiến cha lo lắng về con là việc con có người cha quá hoàn mỹ. Các bạn có biết không, khi có mặt trong bộ phim Mỹ Nhân Ngư, Đặng Siêu đã chủ động xin Châu Tinh Trì cho thêm câu thoại, vô địch thực sự là tịch mịch, lên màn ảnh và vô tình tạo ra một phân cảnh kinh điển. Sự mặn mòi này không chỉ khiến Đặng Siêu được khán giả hết mực yêu thích mà còn giúp anh có thêm nhiều cơ hội trong mảng phim hài, show truyền hình. Xem ra tự luyến cũng không phải việc xấu đâu. Thứ tư, Huỳnh Hiểu Minh. Huỳnh Hiểu Minh cũng là cái tên vô cùng sáng giá của làng tự luyến Cbiz. Nhớ năm đó, ngay trong ngày đại hỷ của anh và Baby, Huỳnh Hiểu Minh đã tự tin tái hiện ca khúc của nam thần xứ Kim Chi Dragon là idol của Baby cho Tân Nương và các vị khách mời cùng thưởng thức. Thế nhưng mà kết quả là hơi 3.1 tẹo. Không rõ Angelababy lúc đó suy nghĩ gì khi thấy ông xã tự mình ra trận, hủy hoại sân khấu kinh điển của thần tượng. Việc trình diễn trong hôn lễ được netizen coi như câu chuyện thú vị về sự tự tin của Huỳnh Hiểu Minh. Còn khi tham gia show Nhà hàng Trung Hoa, nam diễn viên mới khiến dân tình ngã ngửa vì sự tự luyến lên tới tột độ. Cụ thể thì Huỳnh Hiểu Minh phải nhận vô số vật liệu xây dựng vì những phát ngôn tưởng ngầu mà không ngầu tẹo nào. Nghe lời anh không cần biết em cảm thấy thế nào, anh chỉ cần biết anh cảm thấy thế nào là được. Không ít người cho rằng Huỳnh Hiểu Minh hơi lậm phong cách tổng tài bá đạo quá đà, nhưng kết quả lại hơi ố dề. Netizen còn đặt tên cho style tự luyến của anh là Minh Học nữa đó. Lùm xùm này làm ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của nam diễn viên thần Điêu Đại Hiệp. Cũng may mà phòng làm việc của anh có cách xử lý khéo léo để xoay chiều dư luận. Hơn nữa bản thân Huỳnh Hiểu Minh cũng biết kém tém bản thân, dùng tác phẩm để lấy lại tình cảm của khán giả nên mới êm xuôi. 5. Trương Kiệt. Thật bất ngờ khi nam ca sĩ Trương Kiệt cũng được gọi tên trong danh sách này. Mặc dù đã ở tuổi 40, ông xã của MC Tạ Na vẫn tự nhận bản thân là cậu bé và còn đăng tải hình ảnh khoe tay trên mạng xã hội, tác cả loạt đồng nghiệp thân thiết như Huỳnh Lỗi, Trung Hân Đồng, Thái Trác Nghiên, Ngô Kỳ Long với lời nhắn: "Lại đây xem tay đẹp của tôi nè, có thứ tốt đẹp muốn cùng chia sẻ với mọi người." Hành động của Trương Kiệt nghe thì có vẻ hơi trổ trè và tự luyến, nhưng lại chẳng hề gây phản cảm, chỉ khiến khán giả phi cười thôi. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi, quan tâm và đồng hành cùng Top Sao Hoa trong suốt thời gian vừa qua. Và Thu Hoàng cũng rất là mong muốn được gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Top Sao Hoa. Và nếu như các bạn đang có những thông tin, những đóng góp ý kiến gì, hãy cùng comment và để lại xuống bên dưới video nhé. Và chúng mình sẽ trả lời các bạn. Và ngay bây giờ thì Thu Hoàng phải nói lời chào tạm biệt với các bạn đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.